tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Theo tờ Times of Israel, vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Israel vào thành phố Jenin ở bờ Tây vào tối ngày 17 tháng 8 đã sát hại hai nhân vật cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas. Trong tuyên bố chung, lực lượng phòng vệ Israel IDF và cơ quan an ninh Shin Bet cho hay, hai nhân vật cấp cao của Hamas đã thiệt mạng trong một chiếc ô tô đang di chuyển tại thành phố Jenin là Ahmed Abu Ara đến từ Aqaba và Rafas Dawasi đến từ Silat al-Harithiya. Hai người này bị cáo buộc liên quan đến việc lập kế hoạch cho một cuộc tấn công bằng súng ở thung lũng Jordan vào tuần trước. Cũng theo lực lượng phòng vệ Israel và Shin Bet, Abu Ara trước đây đã từng tham gia vào các cuộc tấn công khác và đóng vai trò là sản xuất thiết bị nổ cho Hamas. Trong khi đó, Dawasi là thành viên cấp cao của mạng lưới Hamas ở Jenin. Hamas sau đó đã lên tiếng xác nhận hai nhân vật trên chính là thành viên của nhóm và cho biết Dawasi là chỉ huy của cánh Jenin, còn Abu Ara là đặc vụ cấp cao. Cũng theo Hamas, hai người này đã từng tham gia lập kế hoạch và tiến hành hàng loạt vụ tấn công. Quân đội Israel đã công bố đoạn video về một cuộc tấn công nhắm vào Abu Ara và Dawasi. Hình ảnh đăng tải trên mạng ghi lại nhiều góc độ tấn công khác nhau. Trong một video, vụ nổ được ghi lại từ camera hành trình của một chiếc ô tô đi phía sau mục tiêu. Ở một góc độ khác, chiếc xe được nhìn thấy bốc cháy giữa đường. Kể từ tháng 10 năm 2023, lực lượng phòng vệ Israel đã thực hiện hơn 60 cuộc không kích ở bờ Tây, sử dụng UAV, trực thăng tấn công và máy bay chiến đấu. Cùng thời gian, quân đội Israel đã bắt giữ khoảng 4.850 người Palestine bị truy nã khắp bờ Tây, trong đó có hơn 1.960 người bị cáo buộc có liên hệ với nhóm Hamas. Trong ngày 16 tháng 8, Liên Hợp Quốc đã lên án cuộc tấn công của những người định cư Israel vào một ngôi làng ở bờ Tây bị chiếm đóng. Cuộc tấn công do hàng chục dân thường Israel thực hiện hôm 15 tháng 8 tại một ngôi làng ở Nablus, khiến cho một người Palestine thiệt mạng, một số công trình và tiện ích bị thiêu rụi. Theo người phát ngôn Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Ravina Samdasani, cuộc tấn công cho thấy sự vô luật pháp tại bờ Tây, khẳng định nhà nước Israel phải chịu trách nhiệm cho những vụ bạo lực như vậy. Theo bà, kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, 609 người Palestine đã bị sát hại ở bờ Tây, bao gồm cả Đông Jerusalem, trong đó có 146 trẻ em và 8 phụ nữ. Bên cạnh đó, bà cũng khẳng định chỉ có một số ít các cuộc điều tra về các vụ bạo lực tương tự được tiến hành, nhưng những cuộc điều tra này không kết thúc bằng công lý cho các nạn nhân và thủ phạm. Chính quyền Palestine mô tả cuộc tấn công là chủ nghĩa khủng bố nhà nước có tổ chức, trong khi Mỹ, Anh, Đức, Pháp cũng đang lên án vụ tấn công, đồng thời cảnh báo về tác động tiêu cực của vụ việc đến vòng đàm phán ngừng bắn ở dải Gaza đang diễn ra. Theo các nguồn tin quân sự ở Liban, 10 người thiệt mạng và 3 người bị thương trong vụ không kích mà lực lượng Israel tiến hành vào sáng ngày 17 tháng 8 nhằm vào khu dân cư nằm sâu bên trong lãnh thổ phía nam của Liban. Hai quả tên lửa không đối đất từ máy bay của Israel đã nhắm trúng vào một tòa nhà nằm ở giữa khu công nghiệp thuộc Adi Al-Kafor, quận Nabatieh, phá hủy hoàn toàn công trình này. Nhà chức trách đã điều hành các nhóm ứng cứu khẩn cấp đến hiện trường, đưa những người bị thương đến bệnh viện điều trị và dọn dẹp đống đổ nát. Cũng theo nguồn tin quân sự ở Liban, các máy bay và thiết bị bay không người lái của Israel đã tiến hành 4 cuộc tấn công bất ngờ vào 4 ngôi làng và thị trấn ở miền nam Liban từ rạng sáng ngày 17 tháng 8. Pháo binh Israel đã nã 35 quả đạn pháo vào 8 ngôi làng và thị trấn ở các địa phận phía đông, tây và trung của khu vực biên giới miền nam Liban, làm hư hại một số tòa nhà. Trong khi đó, nhóm vũ trang Hezbollah được Iran ủng hộ đã công bố một video về cơ sở tên lửa ngầm mang tên Imad-4 và thủ lĩnh của nhóm Hassan Nasrallah tuyên bố rằng các tên lửa đã sẵn sàng được phóng đi. Đoạn video cho thấy tên lửa được di chuyển bằng xe tải bên trong các đường hầm ngầm và các vị trí phóng. Theo đánh giá của quân đội Israel, Hezbollah có một kho chứa khoảng 150.000 quả đạn pháo đủ loại, từ đạn cối cho đến tên lửa đơn giản có tầm bắn 200 km và tên lửa hành trình, máy bay không người lái chứa thuốc nổ. Nhóm này cũng đã được cho là có một số lượng nhỏ tên lửa dẫn đường chính xác. Mặc dù lực lượng phòng vệ Israel đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn Iran trang bị vũ khí cho tổ chức này. Theo Times of Israel, khu vực Trung Đông đã chuẩn bị cho một cuộc gia tăng bạo lực mới trong 2 tuần kể từ khi Israel thủ tiêu chỉ huy quân sự của nhóm Hezbollah là Fuad Suku ở Liban và thủ lĩnh chính trị của nhóm Hamas là Ismail Haniyeh ở Tehran, khiến cả Iran và Hezbollah đều thề sẽ đáp trả. Israel hiện trong tình trạng báo động cao và cảnh báo rằng nước này sẽ đáp trả nếu bị Iran hoặc Hezbollah tấn công. Ngay cả khi xung đột ở mức thấp, nhóm vũ trang của Liban vẫn tiếp tục dọc biên giới phía bắc của Israel. Các cuộc giao tranh giữa lực lượng Hezbollah tại Liban và Israel tăng cường những ngày gần đây, kể từ khi xung đột phong trào giữa Hồi giáo Hamas và Israel bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm 2023.
Hezbollah đã tiến hành nhiều cuộc tấn công các căn cứ của Israel để thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Palestine. Đáp lại, quân đội Israel cũng đã tiến hành nhiều cuộc không kích sâu vào trong lãnh thổ phía đông nam của Liban, nhắm vào các vị trí của Hezbollah. Căng thẳng gia tăng hơn nữa sau khi Israel tấn công vào vùng ngoại ô của Nam Beirut vào cuối tháng 7 vừa qua, khiến cho một chỉ huy quân sự cấp cao của lực lượng Hezbollah ở Liban thiệt mạng. Hezbollah tuyên bố phong trào này sẽ đáp trả cuộc đột kích của Israel tại thời điểm và địa điểm thích hợp. Ngày 15 tháng 8, Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào các mạng lưới thương mại của lực lượng Houthi ở Yemen và lực lượng Hezbollah ở Liban. Tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ cơ quan này nhắm mục tiêu vào các công ty, cá nhân và tàu thuyền bị cáo buộc tham gia vận chuyển hàng hóa của Iran, trong đó có dầu mỏ và khí đốt, mỏ hóa lỏng, LPG, đến Yemen và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, thay mặt cho mạng lưới Said al-Jaman của một lãnh đạo tài chính của Houthi. Các chuyến hàng khí dầu mỏ hóa lỏng của Hezbollah cũng bị nhắm tới trong lệnh trừng phạt này. Theo quyết định trừng phạt trên, mọi tài sản tại Mỹ của những người bị nhắm mục tiêu sẽ bị đóng băng, đồng thời người Mỹ bị cấm giao dịch với họ. Các tổ chức tài chính và những tổ chức khác nhau tham gia vào một số giao dịch nhất định với họ cũng có nguy cơ bị trừng phạt. Lệnh trừng phạt được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công vào tàu thuyền ở Biển Đỏ của lực lượng Houthi thời gian gần đây đã làm gián đoạn một tuyến đường vận chuyển quan trọng đối với thương mại Đông Tây, khiến các chuyến hàng phải chuyển hướng đi đường dài hơn, đẩy giá cước vận chuyển lên cao hơn và gây tắc nghẽn tại các cảng ở châu Á và châu Âu. Ngày 15 tháng 8, hãng thông tấn bán chính thức VA của Iran đưa tin cố vấn quân sự cho một nhánh của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đã thiệt mạng trong vụ không kích ở Syria. Trong thông báo, ông Hossein Salami, chỉ huy hàng đầu của IRGC cho biết, Ahmad Reza Afsari, cố vấn cho lực lượng không quân vũ trụ, đã tử trận do bị thương trong vụ không kích do liên quân thực hiện. Truyền thông Iran không công bố thời điểm cụ thể của cuộc không kích nói trên, song đưa tin cố vấn Afsari bị thương vào khoảng từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8. Tại Syria, Mỹ và Israel đều tiến hành các cuộc oanh kích nhằm vào các lực lượng có liên kết với Iran. Hồi tháng 4, Iran đã phóng thiết bị bay không người lái và tên lửa vào Israel để đáp trả cuộc không kích mà Tehran cho là Israel tấn công tòa nhà lãnh sự thuộc Đại sứ quán Iran ở Syria, khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 2 tướng lĩnh của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Nguồn tin của Mỹ mới đây cho biết, ông Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn Gaza và thả con tin. Hãng Reuters đưa tin, cổng thông tin Axios dẫn hai nguồn tin của Mỹ cho biết, ngày 14 tháng 8, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Một số nguồn tin cho hay, cuộc điện đàm nhằm mục đích khuyến khích Thủ tướng Netanyahu chấp nhận thỏa thuận, song nhấn mạnh rằng ông không biết liệu đây có thực sự là những gì cựu Tổng thống Mỹ đã nói với ông Netanyahu hay không. Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump chưa có bình luận về thông tin này. Vào cuối tháng trước, ông Netanyahu đến thăm Mỹ và gặp Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống và ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Ai Cập, Mỹ và Qatar đã lên kế hoạch cho một vòng đàm phán ngừng bắn mới ở dải Gaza vào ngày 15 tháng 8. Ngày 13 tháng 8, Iran đã bác bỏ lời kêu gọi của các nước phương Tây về từ bỏ đe dọa đáp trả Israel liên quan đến vụ thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở Tehran hồi cuối tháng trước. Trong một thông báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, ông Nasser Kanani nêu rõ việc các nước Pháp, Đức và Anh yêu cầu Iran từ bỏ hành động đáp trả là đi ngược lại với các nguyên tắc và quy định của luật pháp quốc tế. Iran và Hamas cáo buộc Israel thực hiện vụ tấn công trên. Israel không thừa nhận, song cũng không phủ nhận cáo buộc này. Động thái trên được cho là có thể làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng hơn ở Trung Đông, trong bối cảnh đụng độ giữa Israel và Hamas ở dải Gaza vẫn tiếp diễn. Nhiều nước đã và đang triển khai nỗ lực ngoại giao để ngăn chặn nguy cơ này. Gần đây, lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức, Italia và Mỹ đã thảo luận về tình hình Trung Đông, bao gồm những hệ quả nghiêm trọng đối với an ninh trong khu vực trong trường hợp Iran đáp trả Israel. Trong một tuyên bố chung được công bố ngày 12 tháng 8, lãnh đạo của các nước trên đã kêu gọi Iran rút lại những lời đe dọa về một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Israel. Ông Ali Asghar Safianian, cố vấn phụ trách truyền thông trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng Iran sẽ cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng trước khi quyết định cách thức phản ứng. Trả lời tờ Washington Post ngày 12 tháng 8, ông Safianian khẳng định cách thức phản ứng của Iran sẽ không giống như cuộc tấn công hồi tháng 4 năm nay. Theo đài RT, ngày 16 tháng 8, tại một cuộc họp báo ở bang New Jersey về kế hoạch khôi phục hòa bình thế giới, ông Donald Trump bất ngờ tuyên bố nếu tái đắc cử vào Nhà Trắng năm nay, chính quyền mới của ông sẽ thiết lập quan hệ hữu nghị với Iran. Sau khi cáo buộc Tehran tài trợ cho phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas ở dải Gaza,
Ông Trump nói rằng, tôi không muốn làm điều gì tệ hại với Iran, chúng tôi sẽ thân thiện, tôi hy vọng là vậy. Điều đó có thể đạt được, nhưng cũng có thể không. Tuy nhiên họ, tức Iran, không thể có vũ khí hạt nhân. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế Iran JCPOA vào năm 2018, sau khi ông cho rằng là thỏa thuận tồi tệ nhất từ trước đến nay. JCPOA do chính quyền của người tiền nhiệm ông Trump, Barack Obama, cùng Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Anh ký với Iran vào năm 2015 nhằm buộc Tehran thu hẹp chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào họ. Sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận, Tehran đã từ bỏ một số cam kết trong JCPOA và quay trở lại làm giàu uranium. Đầu tuần này, nhóm vận động tái tranh cử của ông Trump cáo buộc các tin tặc Iran đã đánh cắp những tài liệu nội bộ của Mỹ với mục đích gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống của năm nay ở xứ Cờ Hoa. Một báo cáo tình báo mạng trước đó của tập đoàn Microsoft cũng cảnh báo nguy cơ tin tặc và các trang tin tức giả mạo tình nghi liên quan đến Iran có thể nhắm mục tiêu vào một quan chức có liên hệ với chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ. Trong một thông điệp tiếp theo trên trang mạng xã hội Truth Social, cựu tổng thống Donald Trump cũng nhận định Iran đứng sau vụ tấn công mạng vào một trong nhiều trang web thuộc chiến dịch vận động tái tranh cử của ông. Tuy nhiên, phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc đã phủ nhận cáo buộc này, đồng thời quả quyết Tehran không có bất kỳ ý định hoặc động cơ nào để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Trước khi đưa ra tuyên bố bất ngờ về Iran, trước đó vài ngày, ông Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thảo luận về cuộc thảo luận ngừng bắn Gaza và thả con tin. Một nguồn tin cho hay, cuộc điện đàm nhằm mục đích khuyến khích Thủ tướng Netanyahu chấp nhận thỏa thuận, song nhấn mạnh rằng ông không biết liệu đây có thực sự là những gì cựu Tổng thống Mỹ đã nói với ông Netanyahu hay không. Vào cuối tháng 7, ông Netanyahu thăm Mỹ và gặp Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống và ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong các bản tin tiếp theo.